Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc, và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn trên tinh thần vui là chính. Thùng quá các bạn. Hôm nay dự định là không có làm phim cây lại này, tại cây lại tôi nhớ tôi cũng cho lên clip một hai lần rồi, nhưng mà mỗi lần nó ra bông là nó thôi thúc mình, nó thơm quá các bạn, nó thơm mà ngào ngạt luôn, nó thơm thành ra mà cầm lòng không được, thì tôi cũng phải làm cái clip chia sẻ cùng các bạn. Đây là một cái giống lại siêu bông lúc trước tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi. Ở cây này có một anh chàng hàng xóm, thì do là cái công việc nhà của anh sửa chữa nhà thì anh bỏ đi xe cạp, cái cạp bỏ rồi, tôi thấy tôi tiếc, tôi chạy kịp thời tôi cứu đem về tôi trồng, các bạn thấy không, nó có bông rất là nhiều. Nên đây là một cái giống lại siêu bông mà cánh kép, mà cho các bạn xem ha. Đây là cánh kép nè, cái bông của nó là các bạn, bông nó có nhiều lớp nè ha, có nhiều lớp với nhau nè các bạn, còn ha nè. Nó trồng thì dễ lắm, các bạn có thể dâm nhánh, hay là muốn chắc ăn thì các bạn chiết cành lên thì chắc ăn hơn. Trồng thì mình để những cái nơi mà nó có ánh nắng đầy đủ. Tôi thì tôi thấy cây này nó hầu như nó có bệnh gì mấy ông ơi. Tôi trồng vậy chứ tôi nói xong mà mỗi một đợt ra bông đó các bạn, mỗi một đợt ra bông đó thì nó cái bông đó thì nó cũng mau tàn. Cái bông đó khi mà nó nở như vậy là tới chiều, tới ngày hôm sau là nó cái cánh nó dập dập như thế này đây, nó dập dập nó tàn. Nhưng mà được cái là mỗi một đợt ra bông đó các bạn thấy không, rất là nụ quá, nụ nó rất là nhiều. Cái bông này nó tàn là bông khác nó mới lên, xong rồi mỗi một đợt tôi thấy nó kéo dài cái tầm không từng lễ, thơm lắm các bạn. Cái hương thơm của nó là ngọt ngào, rất là ngọt ngào luôn. Thì hình như là cái hương lại thì người ta cũng có đã tinh chế để người ta làm nước hoa. Tôi đi nghe mấy cô, đi ngang mấy cô gái thỉnh thoảng cũng nghe cái mùi cái hương lại, nó thơm dịu dịu, ngọt ngọt, nó kích thích làm tinh thần người ta rất là phấn chấn. Bởi vì tôi nói là tức cảnh sinh tình là ở chỗ đó, thành ra thấy đẹp quá làm clip chia sẻ với các bạn. Mai chứ qua video này tôi không thể nào tôi gửi gắm cái mùi hương cho các bạn nghe được, nếu mà tôi gửi được tôi cũng gửi cho các bạn. Các bạn thấy nó thơm không? Là do cái cây này nói chung là gốc bên đây nó có hơi lép chút xíu, là do mình đặt cái vị trí các bạn, đặt cái vị trí mình đặt á, nó không có điều nắng. Thì giờ nếu mà các bạn trồng cây muốn cho nó điều nắng này, do cái điều kiện của cái sân vườn của mình á, mình không có đủ nắng á, thì các bạn nên xây nó như vậy ha. Chứ một tuần lễ các bạn xây hướng này, cái hướng mà thiếu nắng đưa ra để đủ nắng, còn cái chúng ta cứ xây đều cách xây xe vậy, thì cái cây lại của các bạn nó sẽ không riêng gì cây lại, mà tất cả những cái dòng cây nó sẽ được điều nắng hơn. Thì món phân thì mình chỉ sau một đợt ra bông thì mình chỉ dùng cái phân này thôi các bạn. Sau mỗi đợt ra bông thì tôi hái hết rồi, bắt đầu tôi tưới cho nó một cái liều là phân là bóng lá, nó kêu bóng lá, thật ra tôi tưới gốc không mà, tại vì khung vô lá của nó, cái loại phân này nó có cái bận bận, nó nhìn nó dơ dơ, nó bẩn bẩn á, thành ra tôi chủ yếu là tôi bón gốc, tưới gốc. Còn nếu các bạn muốn phun lá thì các bạn phải pha thật là loãng, pha loãng để cho nó không có dính những cái bận, tại phân này nó màu đen nè, nó đậm đậm vô. Đây là cái loại phân này tôi thấy xài thì cây thì ra bông cái trái rất là ok luôn. Còn vấn đề là về lâu về dài thì tôi không biết rồi nha, bởi vì hiện tại bây giờ phải các bạn biết không, phân bón thì bao giờ họ cũng cái người chơi thì người ta vẫn, nếu mà chơi chuyên nghiệp người ta biết thì người ta vẫn chuộng cái loại phân bón hữu cơ. Thành ra bây giờ tôi thấy phân nào nó cũng đều phân hữu cơ hết trơn các bạn. Ngày xưa là phân hữu cơ là nó thuần hữu cơ, ví dụ như các bạn phân bò, phân gà, phân heo, phân chó, phân dê, phân ngựa, vân vân, thì phân nào nó cũng là phân hữu cơ, người ta không có trộn vô. Thì sao thì bây giờ có lẽ là cái phân nó không đủ xi nhê, hoặc là nó thiếu những cái thành phần, cái chất khác. Ví dụ như có cái loại phân dê với phân gà thì nó có lân nhiều, đồng thời nó lại thiếu cái hàm lượng đạm ít đi, thì người ta có thể bổ sung đạm với kali hoặc một số khoáng chất khác. Khoáng chất khác thì đó cũng là phân hữu cơ thôi. Này các bạn, trong đây thì người ta ghi đây là dòng phân hôn mát nè ha, người ta ghi là 664 là 6% đạm, 6% là lân, 6% là kali, người ta đã chọn như đây, người ta đã không báo cho mình biết. Nhưng mà cái liệu chọn á thì mình nói thì nói như vậy thôi, thì không biết là có chính xác như vậy được hay không, hay là người ta có chọn chút loại gì khác. Thành ra khi mà các bạn bón phân, các bạn theo dõi cây ha, cho dù là cái nguồn phân hữu cơ tốt, cái đồng tốt, thì tôi nghĩ là các bạn nên bón một thời gian. Khi mà các bạn thấy cái phân của mình nó có cây của mình, tôi để ý là những cái dòng phân nào mới cây nắp thụ rất là mạnh luôn, rất là mạnh. Rồi sau một thời gian, nếu mà chúng ta bón liên tục, tưới liên tục trong vòng khoảng chừng 6 tháng
là các bạn thấy nó có cái hiện tượng, nó có cái hiện tượng là cái cây nó có vẻ cái lá của nó không được lúc trước, thì lúc đó mình phải đổi cái nguồn phân khác thôi. Tôi thì tôi không có rành về cái vấn đề hóa học, thành ra tôi chia sẻ theo cái kinh nghiệm của mình, và đồng thời mình nhiều lúc mình theo cái cách cái trình độ của mình nó chưa có tới, thành ra nhiều lúc mình nói dễ đụng chạm tới những nhà sản xuất thì nó cũng không nên. Thì nói chung là các bạn nên tự mình trải nghiệm ăn, các bạn thấy tất cả những dòng phân gì các bạn thấy thì nó sau một thời gian chúng ta xài mà cây của chúng ta là ra hoa kết trái tốt và cái hiện tượng lá của nó không có cái hiện tượng mà nó bất thường thì chúng ta tiếp tục dùng. Nhưng mà tôi nghĩ các bạn nên thay đổi cái gì cũng vậy, ăn nhất thứ cũng ngán. Các bạn ăn cơm quả ngán lâu lâu quất tô phở trời ơi nó ngon đã luôn, tê phê luôn, phê tới nóc luôn. Thì hôm nay tôi cũng vừa thu hoạch với cái lại này, vừa nói chuyện phím với các bạn cho vui. Các bạn khi mà bông nó nở rồi thì các bạn hái ha, các bạn hái hái xong rồi không cần thiết các bạn phải là phơi nắng ha. Bởi vì mà các bạn mà phơi nắng á, phơi nắng thì cái cánh nó giòn, nó dễ nó gãy, nó giòn, nó gãy như bánh tráng nè. Thành ra nhà tôi á, thì tôi chỉ không gió thôi, mình chỉ phơi gió là tự động nó khô. Khi mà các bạn mà phơi gió nó khô á thì cái bông của bạn nằm nguyên cái bông vậy nè. Các bạn nấu nước sôi, các bạn thả vài cánh như các bạn uống rất là thơm, và các bạn có thể trộn chung với những cái loại mà trà xanh ha. Chứ cái này không biết là trà bắc á, trộn chung ngủ làm sao cũng không biết, nhưng mà trà bắc chắc cái tay trộn với hương liệu. Thì những cái loại hương liệu này, hương liệu rất là tự nhiên á. Ngày xưa thì các bạn biết không, là cái khu vực của tôi á, là tôi ở đây á, bây giờ nó gọi là quận 12. Chứ thật là ngày xưa nó Hóc Môn các bạn. Thì Hóc Môn với cái vùng ăn cua đông á, từ nhà tôi đến ăn cua đông thì cách khoảng chừng 4-5 cây số. Vô đó là những cái vườn trà nó bạc ngàn luôn, vườn trà với vườn ngâu. Lúc nhỏ mình đi học á, đạp xe cọc cạch sáng sớm đi học là thấy mấy cô phụ nữ á, là mỗi cô là gùi cái gùi lên bắt đầu hái cái bông trà với cái bông ngâu á để giao hàng cho bán họ trồng nó họ bán nè. Thì sau thời gian này chắc có lẽ là cái vấn đề mà cái hương liệu các bạn, cái hương liệu người ta chế được những cái hương liệu thành ra người ta có thể nhái được tất cả những cái dòng hoa gì mà có, ví dụ như người ta có thể nhái cái hoa lài, hương liệu của hoa lài hoặc là hương liệu của hoa sen, người ta ướp vô trà thì vô tình nó làm cho cái bông hoa này nó bị mất giá thì người ta không trồng nữa, giờ họ bỏ trơn các bạn. Giờ thì cái bông lài này nó còn trồng lại trong cái vấn đề là chúng ta mà chơi kiển thôi, cho cái nhà mình nó thơm vậy đó. Hẳn dịp đó mình nhớ lại những cái công việc, cái kỷ niệm xưa, rồi mình bỏ qua lại nó cũng ổn, thôi mình hái vô mình uống trà nó cũng rất là thú vị. Các bạn thấy không, trong một cái cây này nó cũng có cái loại năm cánh, đốc loại năm cánh nè, cái loại năm cánh, cái loại cánh đơn, cánh kép nè, hai dòng là sao nó đốc lại có nhánh nè các bạn. Nó cũng trụng chung một cây mà sao có nhánh này nó năm cánh, là còn như tất cả là dân canh cái loại cánh kép hết. Thì tôi nghe các bạn nói là lài này nó cũng có nhiều giống lắm mà tôi cũng không biết, mình cũng không có đi sưu tầm về cái loại cây này, thành ra tôi cũng không biết là nó có bao nhiêu giống. Họ bảo là cánh đơn nè, cánh lá cánh đơn nè, lá cánh kép, lá hai lá, ba lá, bốn lá gì á. Nhưng mà cây của tôi các bạn thấy nè hai nè, cái loại lá như thế này nè các bạn, nè lá nè. Còn cái vụ khác thì tôi không biết, chứ thật ra mà chơi nếu mà có những người ta sưu tầm, người ta chơi cái này á, người ta tìm rất là nhiều giống. Tôi thấy như vậy thơm đó các bạn. Cây này tôi phái con cái là nó có siêu bông, bông nó nhiều kinh khủng luôn. Các bạn thấy nụ chi chít nè, nó nở quá trời nở luôn, sáng ra nó chắn lớp luôn các bạn, đẹp lắm luôn á, thơm lắm luôn á. Cái này mình mà có cái các bạn làm ở ban công, các bạn trồng một hai chậu ban công tới chừng nó ra bông nó thơm. Nếu mà các bạn chỉ sử dụng hương thơm nó thì các bạn có thể cho nó thơm ngát ngào ngạt về tới chiều mình hái cũng được. Còn tôi chiều tôi không có lên, chiều tôi không có lên sân thượng ngắn lắm, thành ra sáng sớm tôi ra tôi ngắm, tôi chơi chút xíu vậy nè, ngắm chơi chút thôi rồi tôi cũng hái nó thì tôi phơi khô để uống nước á, pha vô uống đó các bạn. Thơm lắm các bạn. Quá trời luôn, thơm dễ sợ luôn, cái hương thơm nó dễ chịu lắm. Thơm qua lại nè. Hôm trước có một cái vị khán giả hỏi tôi là muốn mua lại mà không biết mua chỗ nào. Thì các bạn thử coi, các bạn có thể là nếu mà các bạn ở khu vực của thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy trên đường Phan Huy Ích
Phan Huy Ích chỗ Hồi Giáp họ cũng bán rất là nhiều, các bạn vô đó các bạn mua nó cũng không mắc lắm đâu. Hoặc là các bạn đến những cái vườn kiểng á, những cái vườn kiểng mà gần nhà mình người ta bán cây kiểng á, thì tôi nghĩ là chắc cũng có đó, cây này nó cũng có, không có gì mà gọi là hiếm đó, các bạn đó các bạn mua ha. À, nó cũng hoặc là bạn nào mà các bạn mà không có thời gian á, không có thời gian để các bạn đi săn lùng á, thì các bạn có thể mình vào Shopee á, trong cái chương mục cây kiểng á, các bạn vô trong cái trang đó thì họ cũng có bán, họ bán xong rồi ship đến tận nhà luôn cho mình luôn. Thì đương nhiên cái vấn đề mình mua qua trang mạng á thì nó không có thoải mái bằng cách mình đi trực tiếp, nhưng mà biết làm sao giờ, bởi vì mình không có thời gian, mình phải chịu thôi các bạn. Nè, rất là thơm nè, trên đây nhiều nè ha. Người ta bảo ốp trà đó, mấy cô thôn nữ á, cô thôn nữ hái trà, hái những cái bông lài này ốp trà thì cái mùi hương của trà nó sẽ ngon hơn thằng ông hái. Người ta nói vậy không biết đúng hay không, mà tôi nghe nói mấy ông cụ ngày xưa nói vậy. Cũng có thể là theo tôi nghĩ là có thể là người phụ nữ các bạn khi mà họ hái nhẹ nhàng, nhanh nhưng mà nhẹ, không phải như đàn ông người ta hộ pháp như tôi bốt cái bông nào cũng gãy cánh nó dập, thì người ta hái nhẹ nhàng thì những cái cánh hoa của nó không bị dập, nó không bị gãy, thì đương nhiên cái hương thơm nó nhiều hơn đàn ông mà hái cứ bốp và bảy bả bốp nha, đó bốp kiểu này nè, giật chỗ này cái cánh hoa nó bị dập, nó không có thơm mà phụ nữ. Chắc lẽ để xét về cái khía cạnh là vấn đề là cái kỹ thuật là chắc là như vậy các bạn ha. Rất là nhiều luôn các bạn, nhiều lắm luôn á. Thông thường là mỗi một chùm nụ nè các bạn thấy không, một chùm nụ là một cái chùm bông mà nó ra 3-4 bông vậy, nó nở luân phiên nhau nè đó, như nè cái này các bạn thấy không, một chùm này là tất cả là 5 cái nụ thì nó sẽ nở luân phiên nhau, chứ nó không có nở đồng loạt. Cái nào lớn thì nó nở trước, cái nào nhỏ thì nó nở sau. Thơm lắm luôn á. Tôi khoái trồng những cái loại cây nào mà nó có bông mì, nó có cái hương thơm á các bạn. Mỗi cây nó có cái hương tự nhiên á. Nè các bạn thấy như là cái hồng ngọc mai này. Để hôm nào mà em này đăng ra nụ này, chuẩn bị bung ra cái cho em này phát sóng cảnh cho các bạn coi riêng luôn các bạn. Hồng ngọc mai nó cũng thơm, nhưng mà cái dòng hồng ngọc mai nó chơi nó không có bền cây như cái lại. Cái lại mà các bạn mà nếu mà có điều kiện á thì các bạn đi săn lùng những cái cây mà lại mà lại cổ đó các bạn, lại cổ mà cái gốc của nó bằng tay, tại cái lại này gốc nó không có lớn đâu, nuôi được gốc bằng tay nó phải nằm một cái bụi rất là lớn mới ra được cái gốc vậy. Các bạn tỉa tốt cho sạch sẽ lên, chơi một thân một cốt, bởi vì cây lại này thân nó là thân bụi, thành ra các bạn nhìn thân bụi nó rất là bình thường. Nếu mà bạn nào mà đẳng cấp á, săn lùng được những cây mà gốc to đó, các bạn chơi một cốt thôi, một cốt lên cao, bắt đầu các bạn cho nó nở, nó ung ra thì nó lạ mà, cái gì cũng vậy. Cú lạ bạn tả đường phèn. Bởi vì cây gì cũng vậy, các bạn làm cái dáng lạ một cái là bắt đầu là thiên hạ lại trầm trồ, mình cũng thích nữa chứ bạn, mình không có đụng hàng, chơi cái gì cũng vậy, nó phải không có đụng hàng, nếu mà đụng hàng thì nó làm giảm cái giá trị của cây. Rồi vậy là tôi cũng đã hái xong rồi, hôm nay là tôi hái được cũng mới nè, thơm quá trời. Còn cái rổ này nè tôi hái hôm qua xong rồi tôi phơi gió, các bạn lưu ý ha, các bạn phơi gió có hai cách để các bạn uống cái trà. Một là các bạn hái cái trà mà tươi như thế này thì các bạn có thể ướp chung với trà, bỏ vô trong một cái thố á, các bạn bỏ cái trà vô, các bạn ướp cho nó thấm vô trong cái trà, xong rồi cái hương thơm nó nở ra, nó thấm vô cái trà, thì các bạn sẽ lấy cái bông ra các bạn phơi ha. Còn có cái loại thì các bạn có thể là dùng cái cánh hoa này không, uống trực tiếp luôn, giống như là có những cái loại trà hoa cúc, các bạn hoa cúc người ta uống nguyên cánh hoa, nhưng mà hoa cúc ở đâu thơm mà không có thơm mà này. Các bạn thấy cái trà hoa cúc mà trong cái túi là người ta uống luôn cái cánh hoa, mấy cái hộp bông nhỏ uống luôn, thì các bạn chơi uống theo cánh hoa thì cũng được, ướp thì nó kỳ công hơn. Đó các bạn, đây hai rổ thơm lắm đó. Rồi hôm nay thì mình buổi live stream hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn cái công việc chủ yếu là công việc hàng ngày, và đồng thời tâm tình với các bạn cho vui ha, giới thiệu một lần nữa là giới thiệu về cái dòng trà, cái dòng lài siêu bông, để cho các bạn nào có hứng thú với cái dòng này thì các bạn sưu tầm để mình chơi.
vừa có cái màu xanh trong nhà, vừa có cái hương thơm và đồng thời cũng có những cái bông hoa ta pha vô nước ta uống, không có gì phải thú vị cho bằng mà cách mà mình tự tay mình làm lấy thì nó rất là tuyệt vời các bạn ha. Các bạn rất là yêu thương, rất là dễ thương. Mai nó còn nở lắm nè, nụ nè, nụ trắng lớp rồi. Tính nói gì quên mất mẹ rồi ta. Tôi nói gì với các bạn mà tôi quên, bởi vì có những cái bình luận gửi cho tôi, bình luận tương tác cho tôi mà có những cái là do cái vấn đề là nó cái câu hỏi của các bạn nó rộng quá, thành ra mình chỉ trả lời tóm tắt ở trên cái phần bình luận đó thôi. Tôi cũng sẽ xin những cái câu hỏi mà hay, những cái câu hỏi mà nó có thể là dùng câu hỏi đó để mình chia sẻ với mọi người, thì tôi cũng sẽ làm cái clip về cái chủ đề đó. Mà tự nhiên nói ngăn xương tôi quên mẹ là tôi cũng nhớ, dạo này cái đầu óc nó lộng cộng, chứ lúc này các bạn cách nói chuyện của tôi á, mình nói chuyện nhiều lúc mình nói chuyện ưa lẫn lộn từ ngữ ha. Có gì các bạn thông cảm, trứng còn lộn mà già như tôi nói chuyện lộn xộn là chuyện bình thường. Các bạn có gì các bạn thông cảm bao lỗi qua. Thôi đến đây cũng phải lần đầu chia tay với các bạn rồi, rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấn like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn ha. Bye bye, hẹn gặp lại.